7 thói quen mà bạn làm không đúng. Thói quen là những hành động mà chúng ta làm thường ngày một cách vô thức. Tại sao ngủ dậy các bạn lại đi rửa mặt và đánh răng? Vì nó là thói quen được diễn ra hàng ngày. Có những thói quen tốt giúp chúng ta đơn giản cuộc sống. Cũng có việc chúng ta biết là không tốt, nhưng do nó là thói quen nên chúng ta lại không thể dễ dàng từ bỏ được. Hôm nay, Eureka sẽ cùng các bạn tìm hiểu 7 thói quen mà hiển nhiên ai cũng biết, nhưng rất nhiều người lại không làm đúng. Các bạn hãy xem mình có mắc phải những thói quen này không nhé. 1. Thói quen thở. Tất nhiên, không phải là chúng ta thở không đúng, mà là chúng ta thở chưa hiệu quả. Các bạn hãy tập thử theo cách này để nâng cao sức khỏe cho mình. Nếu rất khó để duy trì thì ít nhất các bạn cũng nên thỉnh thoảng thực hiện vài lần. Việc hít thật sâu cho không khí vào đầy bụng sẽ giúp cho phổi chứa tối đa lượng không khí. Trong khi thở bình thường thì chỉ phần trên của phổi được lấp đầy không khí. Sau khi hít sâu, các bạn thở ra từ từ bằng miệng. Việc thở này cũng giúp cho các bạn bình tĩnh hơn mỗi khi gặp chuyện lo lắng, căng thẳng. Hãy thử thực hiện và cảm nhận nào. 2. Rất nhiều người có thói quen đánh răng ngay sau khi ăn. Một mặt, các bạn làm thế là đúng, vì đánh răng ngay sau khi ăn sẽ giúp loại bỏ những mẩu thức ăn thừa còn sót lại trong miệng và kẽ răng. Nhưng nếu trong bữa ăn của các bạn có uống nước cam hoặc ăn những loại thực phẩm chua hay uống những đồ uống có tính axit, thì việc đánh răng ngay sau khi ăn lại gây ra những tổn hại cho răng. Bởi vì những thức ăn chua có chứa axit sẽ phản ứng với men răng, làm men răng mềm đi và sẽ rất dễ làm tổn thương men răng. Thay vào đó, nếu trong bữa ăn có các đồ chua, các bạn nên đánh răng trước khi ăn. Sau khi ăn, chỉ cần xúc miệng qua với nước muối để đảm bảo vệ sinh. 3. Các bạn có bao giờ tự hỏi chân của bàn phím máy tính dùng để làm gì không? Thực ra, nó được thiết kế không phải để cho các bạn dễ gõ hơn, mà để giúp cho việc nhìn bàn phím một cách dễ dàng hơn. Nếu các bạn có khả năng gõ không cần nhìn bàn phím thì các bạn nên bỏ chân bàn phím đi. Khi không dùng chân bàn phím, cổ tay của chúng ta sẽ ở tư thế tự nhiên, do đó việc gõ bàn phím sẽ dễ dàng hơn. Nếu các bạn không tin, các bạn có thể thử ngay bây giờ để biết nhé. 4. Các bạn rất thích tắm xà phòng có nhiều bọt và các bạn nghĩ rằng xà bông có càng nhiều bọt thì càng sạch phải không nào? Chắc hẳn sẽ rất nhiều người nghĩ như vậy, nhưng thực tế thì ngược lại. Khi xà phòng càng nhiều bọt thì hiệu ứng của những chất hoạt hóa bề mặt lại càng nhiều. Điều này sẽ làm giảm sức căng của bề mặt nước, do đó sẽ cản trở việc tẩy sạch những bụi bẩn ra khỏi lỗ chân lông. Nhưng rất tiếc, nhiều người vẫn cho rằng nhiều bọt thì càng tốt. Do đó, những công ty sản xuất xà phòng lại càng cho thêm những hóa chất để làm tăng lượng bọt của xà phòng. Thay vì có thể sạch hơn, các bạn lại đang tắm vào người nhiều hóa chất hơn. 5. Rất nhiều người cho rằng máy làm khô tay trong các nhà vệ sinh sạch hơn giấy lau tay rất nhiều. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Các bạn thử nghĩ xem, ở trong môi trường nhà vệ sinh đầy vi khuẩn như vậy, lại được thổi với tốc độ lớn thì lượng vi khuẩn tiếp xúc với da tay của chúng ta nhiều đến như thế nào? Do đó, nhiều thứ hiện đại chưa chắc đã sạch tốt hơn, phải không nào? 6. Chắc hẳn 90% mọi người khi tìm kiếm bằng Google đều không chú ý đến việc này. Mặc dù Google rất thông minh và hiểu được những thói quen của bạn, nhưng có những lúc kết quả Google trả về lại không thật là chính xác. Nhưng dù sao, Google vẫn là một chiếc máy. Nếu các bạn muốn tìm kiếm chính xác những gì mà các bạn gõ vào, thì hãy để từ khóa đó trong ngoặc kép. Như vậy, Google sẽ chỉ trả về những kết quả nào có chứa từ khóa mà bạn gõ. Hãy thử ngay sau khi xem xong video này nhé! 7. Đây là một vấn đề rất tế nhị mà chỉ mỗi người tự biết được của chính mình thôi. Đó là việc đi vệ sinh nên ngồi xổm hay là ngồi. Chắc hẳn có rất nhiều người đi vệ sinh trong tư thế ngồi xổm vì nó đã thành thói quen. Nhưng nếu các bạn biết được rằng khoa học đã đưa ra những dẫn chứng về việc bạn ngồi xổm khi đi vệ sinh có khả năng cao gây ra những bệnh trĩ hay thậm chí là ung thư ruột, đại tràng. Một tác hại nữa là khi ngồi xổm, lực đè lên hai đầu gối là rất lớn. Với những ai bị đau hay thoái hóa khớp thì việc này sẽ góp phần vào làm cho miếng sụn ở khớp gối mòn đi, làm nặng thêm việc thoái hóa. Trên đây là 7 thói quen hàng ngày mà rất nhiều người làm không đúng. Qua video này, hy vọng Eureka đã giúp các bạn làm cho cuộc sống trở nên đơn giản hơn. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ với bạn bè của mình để ủng hộ Eureka nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!